Quay trở lại với kênh Thăng Huyền Vlog. À lộn, kênh giải trí cho vợ yêu. À hôm nay mình vừa khui một cái bàn mới để mình tập làm popping cooking. Đó, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một hộp cơm tổng hợp. Đây các bạn nhìn đây, đẹp chưa? Đó. Bây giờ là đây các bạn xem đằng sau, đây là các nguyên liệu. À đây là các cái cách người ta hướng dẫn mình làm. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Các bạn mở đường này. Màu vàng. Đây. Và bây giờ mình sẽ xoay đây ta. Bên trong. Wow. Bên trong thật là nhiều thứ. Đây là gói. Đây là các gói gia vị nha các bạn. Và đây là cái túi để nặn sợi mì. Đây là một cái dĩa màu xanh lá cây. Wow, có tất cả rồi. Và đây là các cái khuôn để chúng ta có thể làm được hộp cơm tổng hợp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái kéo và cắt cái này. Cái này là cái múc nước. Thế sao mình sẽ cắt cái này ra. Chia làm hai gói, không được lộn với nhau. Rau xanh là nằm ở đây. Thì là mình sẽ múc nước. Múc đầy vào. Đổ vào trong đây. Wow, cái vùng cái rau xanh nha các bạn. Các bạn có thích ăn rau xanh không? Mình biết ngay mà, kiểu gì nhá cũng. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ đi làm con bạch tuộc. Wow, mình rất thích con bạch tuộc. Yeah, mình đoán đúng rồi các bạn. Thơm quá. Cái này làm gạo đó các bạn nha, mới nhiều bột cái này. Giờ mình sẽ đi nặn trước đi đã. Cái này là tròn chưa? Đây nè. Mình thấy cái này là nó đã bận dấu rồi. Giờ mình sẽ đi nặn cái hình bánh này, hình tam giác, hình tam giác. Đây, bạn gấu này được rồi, sang bên tam giác rồi đấy. Đã làm được rồi. Và công đoạn tiếp theo của mình đó là sẽ đi pha cái bột này. Wow các bạn ơi, cái bột màu đen này nó sủi bọt. Trời ạ, nó sủi bọt nè các bạn ơi. Trời ơi các bạn. Bột màu trắng. Wow, đây là bột màu cam. Đây là cái bột. À cái này mình càng khuấy nó lại càng đông các bạn ơi. Thế nên là mình phải khuấy. Mình không khuấy thì nó sẽ không đông được. Nhưng mà không sao, nó đã thành viên thịt rồi. Mình phải trải qua cực khổ để mới có thể thành công. Xong rồi. Giờ mình sẽ lấy lên nha. Không biết mình có làm được sợi mì không các bạn ơi. Mình lo lắng quá. À, mình sẽ nặn mì. Mình to quá. Thế đã xong món mì của mình. Trời ơi, mình thấy nó hơi xấu xấu. Các bạn ơi, mình buồn quá. Mình làm mãi mà sao
mà sao cái này nó vẫn không đông. Mình thích ăn cái cam cam này này, cái sợi mì. Đây ta cây chờ đến bạn bạch tuộc. Bạch tuộc ơi, bạn hãy ra đây khỏi năm nào, bạn đừng có trốn tránh quá. Cái bánh vòng của mình nó cũng thất bại luôn. Không biết là cái con bạch tuộc này nó có thất bại hay không. Wow, bạch tuộc này rất là đẹp. Wow các bạn ơi, mình đã xong mâm cơm của mình rồi. Bây giờ mình không biết mình kéo lên cái gì đây, sợ nó bay mất đi rồi. Các bạn ơi, đẹp chưa, đẹp chưa? Nhưng mà con gấu và cái bánh của mình thì nó không có thành công. Thôi không sao hết, lần đầu làm thì nó phải thất bại thôi. Đây các bạn nhìn thấy có đẹp không? Quá đẹp luôn, nhưng mà cái bánh dòng của mình nó tan chảy như thể là kem luôn. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn ăn cùng mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái món nào trước ta? Mình sẽ ăn mình cho mình nướng nước đi. Khi tác phẩm của mình lên đó là hết. Ừ, là lá. Lá là ú. Ừ, cho chàng chê mong mong, cho chàng chê thanh thanh. Hỏi cái nước màu đen này bỏ quay. Ba ơi, ba, con ăn nha. Chị mình sẽ ăn miếng thịt. Mời các bạn miếng thịt bên mình nha. Miếng thịt mình nặng nó chưa được chồng. Mời các bạn ăn. Miếng thịt này mình tự làm rất là dẻo và có vị cam. Ăn nó giống như ăn gạo. Nhưng mà các bạn bạch tuộc đây các bạn ơi. Thì mình sẽ ăn nha. Ơi, cái con bạch tuộc nó rất là ngon. Nó ăn mùi giống như thạch rau câu bị dâu vậy. Thì mình sẽ ăn mì. Trời ơi, mì của mình nó trả thành sợi nữa rồi. Mì của mình nó các bạn nó như cái bánh luôn. Mì của mình ăn cảm nhận vô sâu trong tận đáy lòng thì mình mới thấy một cái vị nó ngọt thanh và nó siêu cao, nó ngon, nó tràn trề cái hạt luôn. Thì mình sẽ ăn cái bánh thất bại của mình đặt tên cho nó là bánh thất bại. Đấy, nó màu vàng và nó màu đen luôn. Thì mời các bạn nha. Trời ơi, cái bánh cuộn này của mình á, nó ăn vào trong thì mình mới thấy
giống như kia nước ngọt bảy ấp, ăn nó cứ vị cảm giác nó, cảm giác là nó ngọt ngọt lạ lùng luôn. Chứ mà lại còn ăn rất là thấy cảm giác là dai. Mà các bạn ăn nha. Các bạn ơi, cái bột làm gạo á, mình ăn nó ăn dai mà mình nhai mãi đi tất ra được nước, và cái nước để mình làm cái tay mình nấu á thì nó là mùi soda rất là ngon. Mình sẽ ăn những cái bánh hình tam giác tất cả của mình luôn. Chấm thôi các bạn nha. Cái gạo này nói chung một túi này là cái gạo này rất là dai các bạn nhé. Rất là dai. À cái này mình thấy không, nếu như các bạn ăn có hợp khẩu vị các bạn không, nhưng mà mình thấy mình sẽ ăn hai cái tai của bạn gấu. Các bạn ơi, mình đã no rồi. Cái bộ cái hộp cơm này mình làm thì nó không có được đẹp và nó không có được thành công lắm, nhưng mà mình ăn vào thì mình cảm giác nó ngon, nó không cần nghĩ đến cái đẹp nữa. Mà mình đánh giá một món làm mình không thích cái cục thịt. Cái cục thịt là nó ăn vào nó cứ, mình cứ thấy là nó kiểu nó dây kiểu vậy. Mình không thích cái món thịt này. Còn lại các cái món khác thì mình thích. Thôi, video của mình nghĩa là kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký cho mình và like cho mình, cho mình một like và share kênh của mình nhé. Bye bye các bạn.